Nãy giờ chị đứng mà nhưng mà biết tại sao không? Nãy giờ chị đứng nhưng mà cái phú quà này là quà của người người ta đã có phiếu rồi, người ta nhận rồi. Chị ở đâu? Chị ở Hòa Sơn hả? À, nãy giờ em thấy chị đứng đây cũng rất là lâu rồi nhưng mà cho chị đợi. cái bao này chị đi cắt cỏ nha. Cô, chị có con không? Có hai đứa. Hai đứa hả? Rồi không ai phát phiếu cho chị đúng không? Khác hôn. À, khác hôn hả? Rồi còn ai có là nãy giờ em thấy chị đứng lâu không? Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 38. À, công việc chị làm cái gì? Đi cắt cỏ cho bò. À, rồi tại sao chị biết bữa nay phát gạo chị vô còn đây? Chị thấy người ta cho thì vô chị xin. À, em có thể giúp đỡ tiền cho chị chứ không thể nào mà đưa cái phần gạo này cho chị được nha. Ơn cầu á, nha. Cho cháu nấu sữa là chị giờ muốn tiền học cho con. Con chị học trường nào? Học trường ở ngoài chỗ Hòa Sơn á, bé Lê Lê á. Mua sách vở chưa? Chưa có luôn. Này em cho thêm nè. Rồi, chị giờ mua sách vở cho con nha. Rồi cái có gì mua gạo nha. Cảm ơn cậu nha. Rồi, nội ơn cậu đi về nha. Nội ơn nha. Cảm ơn để đóng tiền học cho con. Rồi thôi chị về nha. Cảm ơn nha. Chị khóc vậy là em muốn khóc theo luôn á.